Các cơ quan đơn vị cần chuẩn bị tổ chức chu đáo và an toàn các hoạt động đón Tết cho bộ đội, đồng thời phải luôn duy trì sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là trọng tâm được nhấn mạnh qua các hoạt động thăm kiểm tra của lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị diễn ra trong ngày hôm nay. Hôm nay, Trung tướng Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đã kiểm tra tại Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 của Đảng 3, kho K-896, K-897 của Quân khí Tổng cục Kỹ thuật. Đoàn đã kiểm tra toàn diện và tập trung một số nội dung quan trọng về khả năng triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đoàn cũng phát tình huống giả định, kiểm tra công tác nghiệp vụ và sẵn sàng chiến đấu các đơn vị. Trung tướng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, các đơn vị cần tích cực nghiên cứu xây dựng chương trình huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo và phù hợp đặc thù của từng đơn vị, sát thực tế chiến đấu. Tại Lữ đoàn Đặc công 113 Binh chủng Đặc công, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã trực tiếp ra tình huống báo động chuyển trạng thái đột xuất. Qua đó, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Lữ đoàn 113 cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ canh trực, luyện tập thành thục các phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Cấp ủy chỉ huy đơn vị cần có sự quan tâm chăm lo đặc biệt để bộ đội an tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm thực hiện nhiệm vụ canh trực dịp Tết phải xa gia đình người thân. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, sáng nay đã tới thăm tặng quà tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2024 với chất lượng cao hơn trước, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội. Tại buổi gặp mặt, nắm tình hình và chúc Tết ban đại diện các cơ quan Tổng cục Chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục giữ gìn tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trí tuệ, tầm vóc, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chuyên môn nghiệp vụ, rà soát, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp, thực hiện nghiêm các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, duy trì nghiêm kỷ luật, làm tốt công tác chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong dịp Tết.